Rồi, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Rồi, mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại cho anh nha mọi người. 0348 30843 ha. Ưu tiên mình nhắn tin thôi. Gọi không được mình nhắn tin, để là tin nhắn giùm em. Rồi, khách mới thì vui lòng chuyển khoản cho em thì em sẽ gửi hàng ha. Khách mua lần đầu á. Còn mấy bác mà mua quen rồi thì em sẽ gửi COD luôn, hoặc là tùy mấy bác chuyển khoản cũng được, gửi COD cũng được, và gửi hàng thì trong ngày hoặc là trễ lắm thì qua hôm sau ha. Em gửi bên Viettel nha mọi người, Viettel chuyển phát đến tận tay và chuyển hơn thì cho phí nó rẻ ha. Phí thì nó dao động đâu tầm, nếu mà chuyển khoản rồi thì còn khoảng 10.000, đến những nơi xa nhất thì nó khoảng 20-30.000. Nó là tính trung bình trên một cái sản phẩm ha. Rồi, hôm nay là video 244 nha mọi người. Mọi người mua hàng thì liên hệ sản phẩm với lại mã video giùm em, để nó tránh nhầm lẫn mấy cái video trước ha. Nam giới thiệu mấy cái đồ si nha, đồ cũ nè. Nay về mới áo hung ha mọi người. Áo hung ha, như có một cái áo da. Giới thiệu cái áo da của Harley. Nè, áo da nè. Với túi ha, túi du lịch, túi chung túi nhỏ nhỏ. Đựng gì đựng ha, tôi rất là tiện dụng. Túi của Nhật. Đó. Rồi đầu tiên là em giới thiệu mấy cái áo nha. Đây. Hôm nay về một mớ áo hung, nhưng mà nó có, đây là đa số là nó size L nha mọi người. Là size L nè ha. Size L không nè. Có áo polo nè, polo Mỹ nè. Áo Gap Mizuno của Nhật. Có được hai cái áo size nhỏ. Áo size S nè. S với size M nhỏ. Rồi. Đầu tiên là mấy cái size này là size L nha mọi người. Size L thì mọi người size L thì mình mặc những người tầm 70kg nha. 70kg mình mặc được nha. Sáu mươi lăm mặc cũng được, 65 đến 70kg ha. 70kg là mặc nó đẹp hơn size L. Đây, giùm đo cái áo size L nó sẽ có kích thước như vậy ha. Nè, chiều dài nó là khoảng 70 nha mọi người. Chiều dài áo là 70 ha. Rồi bề ngang cái eo nè, ngang eo là 50 nha, ngang qua 50 ha. Rồi trên cái vai nè, cái vai nó đâu đó tầm 47 ha, 47 nha mọi người. Cái vai là cái cầu vai là 47 ha. Đó. Rồi em đo kích thước là tổng một lọt ha. Một lọt nó là áo size L không nha. Đó, tầm 70kg mình mặc ha. Rồi. Giờ sẽ lướt qua là mẫu ha. À, con này là con nai. Con nai của USA sản xuất nha mọi người. Đây, con áo này nai của USA. Made in USA nè. Nai. Nó là M nhưng mà nó bằng cái size L của mấy cái hàng khác luôn nha. Khoảng 70kg mặc nha mọi người. Áo Mỹ mà. Made in USA luôn.
vải nó dày nhưng mà mặt nó mát. Nai ha, Nai sản xuất. Đó, đây là hình in nè, còn rất là ok. Mặt trước nữa ha, mặt sau đây nó có dơ xíu mọi người, tại vì nó có mặt rồi ha, sử dụng rồi, người giặt lại ha. Cái màu này rất là dễ mặc nha, mặt nó rất đẹp, cái màu xám sắm cho ha. Rồi mã 1 250 nha. Áo nai. Áo nai vuốt a 250. Rồi tiếp theo con áo đây. Con áo này của Nhật. Đây, thương hiệu là Uniqlo ha. Uniqlo nữa ha. Đây. Uniqlo của Nhật á. Nó có hình hình mấy con cá mập mọi người nè. Rất là nhiều cá mập ha. Nè, cá mập. Cái hình con cá mập nhỏ nhỏ. Cũng là áo màu xám cho ha. Size L. Rồi con áo này mã số 2 ha, 100.000. 70 kg mặt ha. Size L. Tiếp theo con polo màu tím nè. Cũng size L nè. Polo màu tím. Đây. Hàng hiệu polo nha. Made in gì? Honduras. Hadura. Cái này nó để mờ nha mọi người, nhưng mà size mình mặc phải tới 70 kg mình mới mặc ok nha. Là nó như là size L nha. L Việt Nam ha. Nè. Tại vì chuẩn nó là Mỹ. Nè, chiều dài cũng 70 nè ha. Ngang 50 nè, đó. Vai 47 nè ha. Đó, chuẩn khoảng 70 kg mà mình mới mặc nó mới đẹp. Rồi con polo này 100.000 đó nha. Mã số 3 ha. Polo Mỹ 100.000. Nó màu tím nha. Rồi tiếp theo một con polo nữa. Con polo này màu đẹp nè. Nó màu đây, tem nè. Một đống tem luôn nha. Mà á cốt luôn. Đây. Made in gì? Sri Lanka ha. Sri Lanka. Mỹ mọi người. Con xịn Mỹ luôn. Polo. Vải rất là cầm rất là sướng tay nha, nó mềm lắm. Vải nó dày nhưng mà nó mềm ha. Vải con này nó dày nhưng mềm. Chứ nó khác mấy con vải polo cứng nha. Thường cái vải polo nó thường vải hô. Vải hơ hơ á. Còn vải này là vải mềm nha, mềm nó như giống như thằng
Cái áo của Mỹ nhiều quá ta. Cái áo gì có cái logo của cánh chim á. Nó thường sản xuất mấy vải nó mềm như vậy nè. Nè. Vải cũng không có mỏng nhưng mà nó mềm. Mặc rất là êm. Rồi con này cũng là con này 65 kg cũng mặc được nhưng mà cũng đẹp. 65 đến 70 kg ha. Nè. 65 kg mặc cũng được nha. Đây chiều dài nó khoảng chiều dài con này là 66 ha. Con này 65 kg mặc được. Ngang cũng 50 nè ha. À, vai 45. Cái con này là 65 kg mà được nha. 65 đến 70 tối đa. Rồi mã số 4 ha, 300.000. Polo màu muối tiêu. Màu đen mà nó có chấm chấm như là nó như muối tiêu vậy mọi người. Nè. Chấm chấm hột hột màu xám xám. Rồi tiếp theo con polo polo truyền thống. Polo này nó cái vải này giống như vải cá sấu không mọi người. Cái vải hãng Lacoste hay sản xuất á. Cầm vô nghe nó hô hô mà nó dày á. Đây hình con ngựa nè ha, hình cưỡi ngựa đánh golf. Polo Bangladesh nè, con này Bangladesh sản xuất. Size L 70 kg ha, mặc 70 kg nha. Con này 65 mặt nó rộng lắm. 70 kg mặt đẹp. Rồi mã số 5 ha, 300.000. Màu này cũng đẹp luôn, màu chung màu nâu. Nó dạng nâu xám xám mọi người. Đây, tay em nè. Con này Bangladesh sản xuất nha. Rồi. 60% cotton, 40% polyester. Made in Bangladesh. Rồi mã số 5 ha, 300.000. Rồi tiếp theo con số 6 này. Con Gap ha. Thương hiệu Gap là của hiệu Mỹ luôn. Con này nó vai kiểu nó mai kiểu này đẹp nè, kiểu cái đường chỉ nó như là nó chồng ra ngoài mọi người nè. À, này mặt ngoài nè mà đường chỉ nó đó nhìn thấy đẹp không. Đây mã code đầy đủ luôn nút. Rồi hiệu Grab ha, size L, made in Campuchia sản xuất, 100% cotton. Đồ mới còn ok, 95%. Sập ngang ha. Tương đối đẹp. Đó. Con này 70 kg mặt mọi người. 70 kg mặt. Rồi mã 6 ha, 200.000. 70 kg mặt Gap size L. Rồi tiếp theo một con đây, con này của Nai ha, Nai sản xuất. Nè, Nai sản xuất. Màu này đẹp nè. Màu xám xám nâu nâu của mọi người. Nai sản xuất nha. Con này size L luôn ha. 70 kg mặt nha. Con này 65-70 kg cũng được. 65 mặt cũng được. Sao làm 6 cái gì mặt hơi rộng tí ha. Nhưng mà cái chất vải nó mỏng nè. Vải nó mỏng mình dễ mặc. Nó nhẹ nhàng. Rồi Nai ha. Đây. Hiệu Nai sản xuất. Đây mặt sau nè. Sao trơn không có gì. Google Nai.
hình in còn đẹp nha, nè hình in nó còn đẹp, không có bị lỗi, có hình hình cờ Mỹ nè, rồi mã số 7 ha, 250 nha. Áo này mặc rất là mát, áo này vải nó rất là tốt, mát thoáng nhẹ. Rồi tiếp theo con của hiện gì đây, đây nó in hình rất là, cái này nó quát hình luôn nha mọi người, nó nhộm vô cái áo ha, hình lóc xoáy nha, xoáy cái tâm luôn, nhìn rất là lạ. Con này cũng khoảng 70 kg mặc nha mọi người, hiện gì đây, size L nha, 70 kg mặc. Hiệu nó nè, made in nước gì mọi người, tại vì tem nó không mờ, tem mờ không đọc được, đây đây nè, không phải China, không phải Việt Nam, không phải chung là nước gì ở Mỹ. Và mã 8 ha, 100 ngàn, con này còn 90%, vải dày, vải dày không mỏng, không không dày lắm, chung vải trung bình, không mỏng. Rồi cuối cùng một con Mizuno của Japan nha, đây Mizuno ha, made in Japan sản xuất. Mizuno là thương hiệu của Nhật, sản xuất đồ thể thao chuyên dụng nha, nó sản xuất giày đá banh, đồ áo thể thao, áo tập thể dục thể thao nè. Cái áo này là áo thể thao mọi người, áo tập thể dục mà, chạy bộ này kia nè, mọi người xem cái body nó, nó rất là ôm sát vô người ha. Chúng này là 70 kg mặc và nó sẽ ôm sát người, cái form áo nó như vậy ha. Size L 70 kg, chiều dài nó là khoảng 70, ngang nó 43 ha, nè 43, nè vai, vai khá là rộng luôn nè, tại vì cái này nó cái áo nó ôm nha, nè. Nó nhỏ đâu nè, vai 45 á, chúng mà cỡ khoảng 66 kg trở lên mới mặc ok, 6 đến 70 kg ha, mặc nó đẹp. Đây, thiết kế rất là đẹp, còn còn độ mới còn rất là cao luôn, 97%, 95%. Rồi cái áo này mã số 9 ha, 250 ngàn. Rồi tiếp theo em giới thiệu mấy cái áo này, đây đây em có hai con áo size nhỏ nè, à, đầu tiên con này size size S ha, con này 55 kg mặc ha mọi người, 55 kg mới mặc được ha, lớn hơn nó chật à. Rồi hiệu cánh chim của Mỹ nè, Hollister California ha, Hollister California nè, size S. Này cái hình in nó hư bị ấy rồi mọi người, nó nứt ha. Rồi bán 100 ngàn thôi, mã số 10 ha, 55 kg mặt. Nè, jean đúng hãng luôn, tay mới chờ. Con này mặc mát lắm mọi người, con này nó là áo nó mỏng mà hung nó tốt, hóm. Rồi con này cũng size nhỏ, con này 60 kg mặc ha, Nike size M 60 kg mặc.
con này cái hình nó cũng còn không được đẹp lắm ha, nó hơi nứt á mọi người. Chung là nó tại vì nó để lâu nó sẽ bị nứt, chứ không phải là nó xài nhiều ha. Áo này cũng khoảng phải 95%. Không vải nó thì tốt. Rồi, mã số 11 ha, 100.000. 60 kg mà. Rồi, tiếp theo là con áo đây. Con áo da ha. Harley Davidson đây. Harley Davidson mô tô ha. Áo da mặc đi mô tô nha mọi người, đi xe máy rồi á. California ha. Đây. Indo sản xuất. Made in Indonesia, size M. Size M Mỹ nha mọi người, size M Mỹ thì nó phải to. Cái áo này phải 65 kg trở lên mặc nha, đến 70 kg. Trung bình 70 kg là mặc đẹp. Nào mọi người xem cái form này nó rất là to nha. Cái form áo nó to nha, nó phồng cái bụng này ra ha. Mấy bác nào có bụng thoải mái luôn ha. Tại vì cái form này nó giữa này nó sẽ phồng cái bụng ra. À, đo xem cái bụng nó rất to nha. Nó 60 lần ha. À, cái bụng. Rồi tới vai là đây. Vai tới 53 lần ha. Như kéo nè. Nó là xịn. Trong mọi người. Hay là cái hiệu của nó. Bên trong nè. Tem. Indonesia. Đây, litter là da ha. Rồi ni lông chăm chăm polyester nữa đó, mấy chất liệu nó sản xuất nha. Mấy da này mọi người đừng có giặt bằng máy nha, bằng máy nó sẽ hư áo mình luôn á. Mọi người nên lau ha, lau là nó đẹp áo. Cái lại lau cái gì xi si cho nó bóng lên ha, sẽ xài rất bền. Đây cái logo của Harley đây, rất đẹp luôn ha. Harley Davidson Motor Cycle theo nguyên cái logo còn đại bàn đặc trưng của Harley ha. Rồi cái áo này mã số 12 nha, 900.000. 65 kg trở lên, 70 kg mặt. Rồi tiếp theo em giới thiệu mấy túi mọi người. Mấy nay cái tay em nó bị dị ứng ha, nên nó bị nó nổi đỏ, nó vẫn còn hơi đau đau nên em giới thiệu nó hơi bị ấy ha, mọi người thông cảm ha. Nó đau đau em kéo mấy cái kéo này nó hơi đau tay. Rồi cái đầu tiên là cái này, cái túi của mấy chị ha, túi của Nhật, nó làm rất là ngộ, nó có cái tua lòm vải ra như vậy ha. Đây. Chất lượng rất xịn luôn nha mọi người. Luxury Edition là bản đặc biệt. Nhưng bản nó làm bản đặc biệt ở bên trong. Đây Made in Japan sản xuất nha. Chăm chăm cô tâm. Ê xin lỗi là chăm chăm cái gì? Polyester gì nè.
không phải có phòng, nó có để rồi hết mà. Đây máy tiền cho bàn ha. Rồi cái túi này bán 100.000 nha mọi người, mã số 14 ha, 100.000. À xin lỗi anh sót một cái mã 13 là cái này nè. Cái đây là cái áo phản quang nha. Áo phản quang của mấy bác đi xe mô tô hoặc là làm này kia mà cần đến ban đêm, làm ban đêm mình mang vô cho nó an toàn ha, làm ngoài đường á. Này không có Nhật luôn. Này nó dính gì ta? Giống như dính dầu nhớt gì đó mọi người, giặt nó ra ha. Đó. Áo mặc rất đẹp nha, nó tại vì nó thiết kế như cái áo chồng bên ngoài, không phải như là đó, phù hợp với mọi người mặc đều được, lớn nhỏ gì mặc cũng vừa hết ha. Đó, phản quang. Rồi mã 13 ha, 150 nha. Đó, phản quang của Nhật, 150 nha. Rồi tiếp theo một cái vỏ nữa, vỏ sắt ha. Vỏ sắt này chung đi chợ ha, đựng đồ đựng này đựng kia ha, đi siêu thị nè. Rồi đây nhìn nó nhỏ vậy nhưng mà khi mà mở ra nó rất to mọi người nè, nó bung nút ra nè, đó nó to luôn nha, khổng lồ luôn. Đây rất là to nha, đó. Nó bung ra hết cỡ nè ha. Rất là to luôn. Rồi nó còn có một cái lớp đây, lớp. Lớp này khi mình bỏ đồ vô ha, rồi mình sẽ kéo dây rút lại. Thiết kế rất là hay nè. Rút dây lại nha mọi người. Dây lại đồ mình ở trong đây ha. Rồi kiểu gì rút nè. Cái này chống nước nha mọi người, nè, lớp chống nước nè. Lớp này lớp PU chống nước ha. Này chống nước mưa luôn. Rồi rút lại sách đi nha. Rồi mã 15 nha, 150 ngàn. Cái vỏ sách. Nhỏ sách của Nhật. Rồi tiếp theo một cái túi được chế của Mizuno ha, Mizuno của Nhật, Mizuno. Ngăn ngoài nè, rồi ngăn chính nó là ở đây ha. Mizuno. Rồi cái cặp này đeo chéo ha, phù hợp đựng tập vở đồ A4 nha, đựng tập vở A4, máy tính bảng này kia ha, điện thoại đồ, đeo chéo, có quai sắt luôn, có quai đeo chéo nè ha, vừa đựng ha,
À, có cái ngăn này để tên tuổi hình gì nè, chung đi phù hợp với mọi người. Rồi mã 16 ha, 250 nha. Rồi tiếp theo một con túi, túi này túi du lịch nha mọi người, outdoor made in USA ha. Có tiền nhuột à của Mỹ. Đây kích thước nó là khoảng 50 ha, quần ngang 50 nha, chiều cao nè 40. Túi đựng rất là nhiều đồ mọi người, túi này đựng khoảng 10 bộ đồ ha, mà nó ship gọn là được ha. Nó bằng vải vải bố ha, vải dày á, mà xếp gọn rất là gọn luôn ha, phun ra và đựng đồ. Hay gì kéo đây, vải dày lắm nha. Móc khóa của Nhật. Rồi cái túi outdoor này đi dã ngoại nè, mã 17 ha, 400 ngàn. Túi này của Mỹ nè ha. Rồi tiếp theo là con túi của Nike ha, Nike. Túi này túi dạng du lịch nè, túi lịch của Nike. Kích thước nó tầm 45 ha, 45 nhân cho 30. Này cũng đựng khoảng 7 bộ đồ ha. Đó, hoặc không? Chứ tùy đồ mọi người. Đây nó có cái quai đeo. Đây bên trong này. Bên trong chất liệu này chống nước mưa nhẹ nha mọi người nè. Nó có phủ một lớp PU nha, chống nước mưa, rất là tiện. Ra bên trong còn rất đẹp. Này có túi nhỏ ở trong nữa, cái ngăn nhỏ. À, bên hông có một túi nữa ha, à, có một ngăn nữa mọi người. À, bên hông nè, rất là tiện. À, hai bên luôn ha. Cái túi này hình dạng nó là cái túi trống nha, là nó tròn vo. À, cái mặt nó là tròn nha mọi người, mình bỏ đồ vô nó sẽ u tròn ra như vậy ha, hình trụ á, hình như cái trống nha. Độ 150 ngàn mọi người, mã 18 ha. Túi này còn rất là chất lượng, chung nó chống nước mưa nhẹ luôn, rất là tiện nha. Rồi cái tem nó hơi bị xấu xí ha, bán 150 thôi, mã 18. Rồi tiếp theo là một cái cặp sách, cặp sách của này Ulysses. Móc khóa của Nhật nha, móc khóa để lâu nó hơi bị như bị dính gì mọi người. Rồi rửa là ra ha, rồi lấy xà bông rửa chén người rửa nó ra ha. Đây bên trong còn rất là đẹp nha, nè bên trong rất là đẹp. Cái túi này đựng túi đựng laptop được nha, có ngăn đựng laptop nè. Đây có cái dây đeo chế của mình nhìn nó luôn ha, cộng khung bên bển luôn. À, cái dây còn đẹp luôn,
Dữ chưa lấy ra xài luôn. Đó, rất là nhiều ngăn nha, bên ngoài nó còn ngăn nữa nè. Ngăn đựng bút viết đồ luôn nè ha. Đúng là cái này đựng laptop, đựng cặp sách để làm việc ha. Toa mà đặc biệt nó có đây. Sao nó có cái này nha mọi người à. Cái này là mang lên thành cái ba lô nha. Đây, rất là tiện luôn nha à. Cái ba lô mình không muốn đeo chéo, không muốn đeo muốn sách nữa thì mang vô ba lô ha. Mang sau lưng đó. Cái ba lô nha à. Đi chen cái ba lô cho, mang cho nó khỏe. Rồi không mang nữa thì cắt vô đây ha. Tiếp lại là cầm y như rồi cái cặp sách. Rồi mã 19 ha, 300.000. Túi đa năng luôn. Đeo chéo, cặp sách. Cái này bằng miếng da thiệt mọi người. Miếng da này. Rồi ba lô luôn ha, 300.000. Đây, cái này cái gì đây? Cái Mizuno ha. Một cái cặp đeo cái cặp đeo chéo nữa Mizuno. Tokyo 207 à. Hiểu nè. Mizuno. Cái này đựng gì đây à, có ngăn đựng laptop luôn nha mọi người. Ngăn này đựng laptop được à, có chịu chống sốc. Rồi túi này chuyên đựng laptop ha, đựng tập sách vở đồ này kìa. Đây kích thước 40-30 ha. Mizuno. Rồi túi này 200.000 ha, mã số 20 ha. Nó có lớp im im nha mọi người, im để chống sốc, đựng laptop. Rồi tiếp theo một cái túi du lịch nữa nha. Đây, nó có 4 cái chân luôn ha. Túi này đựng du lịch nè, du lịch hoặc là đồ thể thao cũng được. Giày dép, cái banh đồ này kia mình đi chơi thể thao đựng vô vẫn ok luôn. Đây bên trong à, cái túi này của Mỹ mọi người nè. Ủa ta ha, công ty Mỹ nè ha. Cái nút khóa nó đẹp quá. Quay đeo chéo. Hộp sách cũng có. Này. Rồi bên ngoài có hai ngăn nữa nè. Hai cái ngăn nhỏ nè. À cái túi này nó sản xuất cho thể thao mọi người nè. Champion 21 bên Mỹ á. Giải thể thao gì đó nè. Là mình có thể đựng đồ thể thao hoặc là mình đi du lịch mình vẫn đựng đồ được. Này đựng 6-7 bộ đồ ha. Đó. Du lịch trong ngày hoặc là đi ra ngoài này kia. Mã 21 ha, 250 nè. Túi của Mỹ. À đây có cái con này rất là xịn nè. Đây logo mọi người. Logo này mọi người xài đồ chắc cũng quen thuộc ha. Thụy Sĩ nha mọi người. Của cái hãng gì quên mất rồi. Winger ha, Winger của Thụy Sĩ ha. Nè. Winger Thụy Sĩ ha.
Winger là hãng hãng công cụ, đồng hồ, trang sức thể thao này kia ha. Đồ thời trang. Winger xịn sò luôn nha. Cái túi. Đây. Túi quai sách dài ha, có thể mang vai cũng được. Đây có một cái nút khóa nữa để rút lại ha. Nó để rút cái túi lại ha mọi người. Đó. Âu là được nha. Cái móc này nó bằng kim loại luôn nha. Nè. Nó làm rất là xịn. Kim loại nữa ha. Còn nguyên cái tab bên nó bán nè ha, bán bệnh da nè. Winger đáy nè. Rồi cái này kích thước nó là 40 ha, 40 x 45 mọi người. Đó là một cái túi, nó có nhiều chỗ để mình nắm mọi người, khi mà bỏ đồ vô rồi mình đụng đâu mình có thể xách nó được hết đâu nè. Cái quai này cũng xách được ha, đáy cũng xách được luôn rồi ha. Đó. Dây này có thể đeo ha, đeo hoặc mang vai cũng được. Rồi cái túi Winger này có mã 22 nha, 450 ngàn. Chất liệu nó vải canvas nè, vải này rất là bền nha mọi người. Bên hông có chỗ để chai nước luôn ha, hai bên. Rồi tiếp theo một túi đeo chéo ha. Đây. Túi đeo chéo rất là to mọi người à. Quai đeo chéo ha. Nhìn khá là to, cái vai nó bản lớn, dạng vải bố ha, vải dày bền. Mấy bố phối da ở dưới nè, cái hai miếng da. Đây, nó lỗ này không biết làm gì. Như là luồn tay ngay điện thoại này kia mọi người. Rồi. Ngăn nó đây. Một ngăn chính. Có cái ngăn phụ đây nữa. Nè. Rồi có hai ngăn bên hông nữa mọi người nè, hai ngăn nhỏ bên hông nè, hai ngăn ha. Còn túi này kích thước 40 nhân cho 30 ha, 40 30, mã số 23, 250 nha. À cuối cùng có một cái túi đựng đây. Cái túi này đựng cái máy chụp hình nha mọi người. Minota ha. Máy chụp hình Minota Japan. Mấy bác nào có xài cái máy chụp hình điện tử nhỏ nhỏ, bỏ ở đây rất là vừa ha. Móc khóa nhật. Này. Máy hình mình sẽ bỏ ở đây ha. Rồi rồi. Máy này dạng điện tử compact, máy du lịch đó ha, nhỏ nhỏ đó. À kích thước nó nè, ngang 16 ha, cao 8, độ dày là 6 ha. Và 100 ngàn, mã 24 ha, túi đựng máy chụp hình Minota. Rồi em kết thúc video đây mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp ha.